xây tương thân tình trong đạo phật tùy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt quyết nói theo đường Phật giáo Hoàng Dương. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, chúng con kính đảnh lễ chư tôn đức giáo phẩm tăng ni và xin thân ái kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, chương trình Sống đời sống Phật hôm nay, chúng con kính cung thỉnh Hòa thượng Thích Viên Lý sẽ giảng về những Phật pháp căn bản để mà giúp quý vị hiểu hơn những lời Đức Phật dạy, có một đời sống tâm linh an lạc hơn. Và giờ này xin mời quý vị hoan hỷ lắng lòng theo dõi chương trình. Dạ, A Di Đà Phật, dạ chúng con kính chào dạ, thầy. Dạ, kính chào thầy ạ. A Di Đà Phật xin kính chào cô Nhật Nguyên Huy và kính chào cô Nhật Hiếu, cũng như xin kính chào Tiêu Liệt về. Dạ. Dạ. Kính bạch thầy, hôm nay Nhật Hiếu cũng có một số thắc mắc về Phật pháp thì chúng con xin mời Nhật Hiếu. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa thầy, thì theo những lời Phật dạy là mình phải có lòng từ bi, thì ở trong Phật pháp lòng từ bi khác hay là giống với lại lòng nhân ái hả thầy? Như Đạo Phật, cảm ơn cô Nhật Hiếu. Từ bi có nghĩa là gì? Từ năng chữ lạc, bi năng bạc khổ. Từ là có khả năng ban phát, dân hiến cái sự phúc lạc, an vui, vĩnh cửu cho tất cả mọi loài. Bi là có khả năng nhổ sạch tất cả những cái gốc rễ của khổ đau. Nói một cách đơn giản, từ là mình luôn luôn tạo cái sự an vui, niềm hạnh phúc đích thực cho tất cả mọi loài. Còn bi tức là luôn luôn cứu giúp để giúp cho mọi loài thoát khỏi những cái sự khổ đau. Đó gọi là từ bi. Và từ bi mà nếu mà nói rộng ra nữa thì vô duyên đại từ và đồng thể đại bi. Vô duyên đại từ có nghĩa là sao? Có nghĩa rằng là cái tình thương yêu không có điều kiện, không có cái động cơ, không có nguyên nhân, mà nó là một cái gì, nó không có cái sự hiện diện, không có cái sự có mặt của cái ngã, của cái tôi. Mình thương yêu người kia, mình giúp đỡ cho người kia có được cái sự an lạc, hạnh phúc, miên trường, không phải là vì một cái quyền lợi, vì một cái sự thương cảm nào đó, thấy người ta như thế này, hoặc giả là vì muốn được người khác ca ngợi mình chẳng hạn. Không, tất cả những cái đó rất là thấp hèn. Đồng thể đại bi là sao? Tức là cái sự cứu giúp của chúng ta nó rất là bình đẳng, không có phân biệt. Dù người đó là ai, đã từng là gì với mình, thậm chí đó là những kẻ thù, mình cũng đem hết cái lòng từ bi để mà quan tâm, để giúp đỡ. Cho nên cái lòng từ bi mà Đức Phật dạy nó bao la, vô lượng, gọi là vô lượng là không thể nào mà có thể đong lường tính đếm, lớn lao vô cùng. Khi mà nói đến vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, là nói đến một cái gì mà ngôn ngữ của thế giới nhân loại không thể diễn tả một cách trọn vẹn. Còn nhân ái theo cái định nghĩa phổ thông, nhân là người, ái là yêu, và thương yêu con người thương yêu con người, thể hiện cái tình thương đồng loại. Nhưng mà chỉ con người thương con người thôi thì chưa phải là vô lượng vô biên. Mà trong đạo Phật không phải, Đức Phật chỉ dạy chúng ta thương người mà thương cả những cái loài vật, từ con chó, con mèo, con muỗi, con chim, con quạ, tất cả những cái sự sống. Đức Phật không cho phép chúng ta giết hại một con vật rất là nhỏ. Con gì nhỏ nhất ở trên thế giới này hai cô có biết không? Dạ, vi trùng. Vi trùng nhỏ nhất Đức Phật cũng
cấm không cho chúng ta giết hại. Nhưng Ngài không dừng ở đó, Ngài không giới hạn ở đó. Đó là những cái loài hữu tình. Còn cái loài vô tình làm sao? Cỏ cây, đất nước, gió, đất vân vân. Ngài không cho phép chúng ta làm ô nhiễm môi sinh, phải bảo vệ những cái dòng nước, phải bảo vệ không khí trong sạch, nói chung là bảo vệ môi trường. Không có được phá núi, phá rừng, vân vân, mà ngược lại phải chăm sóc, phải bảo vệ. Cho nên cái lòng từ bi mà Đức Phật dạy nó lớn lắm, lớn lắm. Mà nếu mà nó là đại từ đại bi mà chúng ta đọc vào ở trong những cái bộ kinh Hoa Nghiêm hoặc giả là những cái bộ kinh Đại Bảo Tích, chúng ta thấy rộng lớn vô cùng, mình không thể tưởng tượng được. Cho nên nếu mà so cái nghĩa của lòng từ bi và nhân ái thì cái ý nghĩa của từ bi nó lớn lao hơn nhiều. Dạ, chúng con kính cảm ơn Thầy. Vậy kính bạch Thầy, về chúng con cũng thường nghe nhắc tới nếu mà từ bi là luôn luôn đi đôi với trí tuệ. Vậy thì từ bi nó liên hệ như thế nào với trí tuệ? Mà nếu mà mình thực hành cái hạnh từ bi thì nó có phát sinh được trí tuệ không ạ? Cảm ơn cô Nhật Nguyên Huy. Tất nhiên là từ bi và trí tuệ lúc nào nó cũng hiện hữu một cách song hành. Nếu mà chúng ta thể hiện cái lòng từ bi đúng nghĩa thì tất nhiên là trí tuệ đang có mặt ở đó. Và khi mà trí tuệ được thể hiện một cách đúng nghĩa thì tất nhiên là từ bi nó cũng đồng lúc có mặt. Từ bi và trí tuệ giống như một đôi cánh của một con chim. Dù con chim đó nó mạnh mẽ như thế nào nhưng mà nó chỉ có một cái đôi cánh, nó không thể cất lên được. Cho nên cái sức mạnh đích thực của Phật giáo chính là từ bi và trí tuệ. Mà chỉ có trí tuệ thì mới thể hiện được lòng từ bi. Và chỉ có lòng từ bi thì mới có thể thể hiện được trí tuệ. Nếu mà chúng ta không có trí tuệ của chư Phật, của những vị Bồ Tát thì chúng ta ích kỷ, chúng ta chỉ biết cái quyền lợi của mình thôi. Chứ chúng ta không thể nào có thể thương yêu mọi loài với một cái tâm bình đẳng vô ngã. Cho nên khi mà nói đến từ bi, tất nhiên là trí tuệ có mặt. Còn nếu mà không có trí tuệ thì chúng ta, như chúng tôi đã thưa, chúng ta rất là ích kỷ, rất là hẹp hòi. Chúng ta chỉ vì cái tôi của mình, vì phe nhóm của mình thôi, chứ mình không có quan hoài gì đến cái sự khổ đau của tha nhân. Dạ. Dạ, dạ, chúng con kính cảm ơn Thầy. Dạ. Lực Hiếu có thắc mắc hay gì? Dạ. Dạ, nếu như mà cái lòng từ bi mình có thể từ bi với lại người thân, gia đình, bạn bè thì cái đó có thể nói là dễ dàng. Nhưng mà nếu như mà cái lòng từ bi cho một người có ý nghĩ xấu xa về mình, hoặc là họ muốn hại mình thì nó thật sự là không dễ chút nào. Dĩ nhiên cái điều đó rất là đúng. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta hãy cố gắng, hãy nỗ lực để mà trau dồi, để mà tu tập, để mà nâng cao cái lòng từ bi của chúng ta. Đối với những người mà chúng ta thương yêu, những người trong gia đình, những người trong cùng một tổ chức, những người bạn bè, tất nhiên là chúng ta thể hiện lòng từ bi rất là dễ dàng. Nhưng mà đối với kẻ thù của chúng ta thì sao? Đối với những người mà chúng ta có nhiều cái ác cảm, có nhiều cái thành kiến, làm sao chúng ta có thể đem cái niềm vui lớn lao đến cho họ? Làm sao chúng ta có thể chia sẻ những cái sự buồn vui, hoặc giả là chúng ta có thể cứu giúp họ trong cái lúc mà họ lâm vào những cái hoàn cảnh khó khăn? Tất nhiên rất là khó. Khó, nhưng mà chúng ta cố gắng thực hiện được thì nó mới có giá trị. Phải có lòng vị tha, tha thứ. Vậy thì kính bạch Thầy, nếu mà vậy thì mình muốn mà có cái lòng vị tha với tha thứ đối với kẻ thù của mình á, thì mỗi ngày mình phải tu tập như thế nào? Với người thương thì đương nhiên mình không cần tu tập, nhưng mà tha thứ cho kẻ thù thì mình phải tu tập như thế nào mình mới có được cái lòng vị tha lớn là... Tu tập thì tức là tu tập cái tinh thần vô ngã, bỏ bớt cái tôi, cái sự chấp ngã. Rồi mình dùng những cái đối tượng, chẳng hạn như một cái người mẹ mà mình rất là thương yêu kính trọng, mình rải cái lòng từ, mình giúp đỡ. Đến cái lúc mà thành thục rồi, mình dùng một cái đối tượng khác, không có thù, không có bạn, rất là vô tư để mình giúp đỡ. Khi mà mình thực hiện thành công rồi,
mình dùng cái đối tượng mà trước đây mình rất là ghét, mình rất là thù, quan tâm, giúp đỡ. Khi mà chúng ta thực tập từng bước một, thực tập từng bước một thì chúng ta sẽ dễ dàng để vượt qua những cái vướng mắc mà từ lâu nay chúng ta đã gặp phải. Dạ, chúng con kính cảm ơn thầy ạ. Dạ, và xin quý vị hoan hỷ đừng rời khỏi máy, chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại của đài. Xin cảm ơn quý vị. Xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cũng...